Chào các con, ở bài tập trang số 21, chúng ta sẽ có bài tập làm về các nốt nhạc mới. Nào, bây giờ trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào phần đóng khung này. Chúng ta sẽ thấy các nốt nhạc mới là Đô, Rê, Mi. Và ký hiệu của Đô, Rê, Mi vẫn như cũ là Si, Ti và I. Đô, Rê, Mi của khóa Fa và Đô, Rê, Mi của khóa Son. Đối với vị trí ở trên đàn thì các con nhìn thấy rằng Đô, Rê, Mi khóa Son là ứng với vị trí đô trung tâm, còn Đô ở khóa Fa ở vị trí khe thứ hai đếm từ dưới lên thì sẽ là nốt Đô thấp, là phím Đô thấp hơn phím Đô trung tâm nhé các con. Đó. Như vậy Đô, Rê, Mi là ba phím cạnh nhau là phím Đô thấp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài làm bài tập đầu tiên là khóa Fa. Nhịp 44, hãy viết tên các ký hiệu nốt nhạc này. Đó, thế thì để mà chúng ta viết được các nốt nhạc này có ký hiệu như thế nào thì trước tiên là các con cần phải nắm được cho cô vị trí của ba nốt mới chúng ta vừa học với ứng với mỗi chữ cái như thế nào nhé. Đó, thì chúng ta sẽ viết vào đây. Bài tập thứ hai, chúng ta sẽ có bài là viết nốt Mi, viết nốt Rê và viết nốt Đô ở khóa Fa. Và ô đầu tiên thì các con sẽ viết nốt tròn này. Ô thứ hai các con sẽ viết nốt trắng chấm. Ô thứ ba các con sẽ viết nốt trắng. Ô thứ tư này thì các con sẽ viết nốt đen. Và ô cuối cùng thì các con sẽ viết hai nốt móc đơn. Nhớ nhé, dòng đầu tiên chúng ta sẽ viết là nốt Mi. Dòng thứ hai viết các nốt Rê và dòng cuối cùng viết các nốt Đô ở khóa Fa. Đó là ba nốt các con vừa học đó. Ở bài tập tiếp theo, bài tập này ưu tiên dành cho các bạn trên 6 tuổi nhé. Vì bài tập này sẽ hơi khó, còn đối với các bạn dưới 6 tuổi thì cần bố mẹ hoặc các thầy cô hỗ trợ để giải thích và ngồi kèm các con thì các con sẽ làm được. Bây giờ các con nghe cô giải thích này. Bài trên là chúng ta sẽ dịch chuyển những nốt nhạc này chuyển đến khóa Son, tức là cao hơn một quãng. Như vậy là tác giả đã cho chúng ta sẵn các nốt nhạc ở khóa Fa rồi. Và chúng ta sẽ chép lại cùng tên với những nốt nhạc đó nhưng ở khóa Son nhé. Ví dụ nốt nhạc này là nốt Đô thì khi chép lại thì chúng ta sẽ dịch chuyển lên một quãng là Đô vạch ngang ở giữa ở khóa Son. Như thế nào là được gọi là một quãng thì chúng ta nhìn lại lên bàn phím này, chúng ta sẽ thấy từ nốt phím Đô này đến phím Đô tiếp theo thì được gọi là một quãng 8. Như vậy nếu nốt nhạc được viết ở khóa Fa là nốt Đô này thì chúng ta chép lại cao hơn một quãng 8 thì chúng ta sẽ phải chép thành nốt Đô khóa Son được viết ngang ở giữa nhé. Ở bài tiếp theo là bài tập ngược lại, tức là tác giả cho các nốt nhạc ở khóa Son và các con sẽ dịch chuyển những nốt nhạc này xuống khóa Fa, tức là thấp hơn cao độ một quãng. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn lên khóa Son, Đô ở đây thì khóa Fa, Đô sẽ được viết ở gạch ngang. Đô sẽ được viết ở khe thứ hai ở khóa Fa nhé. Đó, nốt Rê cũng thế. Nốt Rê viết ở đây ở khóa Son thì thấp hơn một quãng thì sẽ là Rê ở dòng thứ ba. Đó, các con làm bài tập vào đây. Có duy nhất nốt thấp, nốt cuối cùng này là nốt khó này. Chúng ta lưu ý nhé. Nốt Đô cao của khóa Son nếu mình chép vào nốt khóa Fa thì chúng ta sẽ phải suy luận và chúng ta phải tính dần từ nốt Đô này lên nốt Đô này. Tỷ lệ là cách nhau 8 nốt thì ở khóa Fa các con cũng phải tương đương như vậy, cũng phải cách nốt Đô khóa Fa lên Đô cao của khóa Fa tương đương 8 nốt nhé. Lưu ý cho cô điểm này đấy. Rồi, sau khi các con làm xong bài tập thì các con có thể gửi cho cô chấm qua kênh email trungtamhoangvan@gmail.com hoặc các con cũng có thể nhờ các thầy cô dạy đàn cho các con chấm bài. Chúc các con làm bài tập này thành công nhé. Chào tạm biệt.